Xin chào các tất cả các bạn. Và hôm nay thì shop máy bơm mini 68.com mới về một cái dòng máy bơm áp lực 24V model 5G180, công suất là 180W và lưu lượng 15 lít trên phút và áp lực là 1,6 MPa. Và ngày hôm nay thì shop sẽ sử dụng con bơm này để test với chiếc súng phun áp lực rửa xịt xe đó. Và mình sẽ sử dụng cái nguồn đổi nguồn adapter 24V. Đó, nguồn này nguồn kín các bác nhá. Nguồn kín nhìn thì nó đẹp mắt hơn là cái nguồn tổ ong. Đấy. Điện áp ra của cái nguồn này thì khi có tải đối với con bơm này thì nó sụt xuống chỉ còn khoảng 23V thôi. 23V hay 22V8. Chính vì vậy mà máy bơm thực tế thì nó vẫn chưa đạt tối đa công suất theo cái yêu cầu, theo cái công suất của máy bơm. Đối với những bác nào mà sử dụng trực tiếp bình ắc quy hệ 24V đấy, khi đấu vào bình ắc quy thì điện áp có thể lên 25 26V và máy bơm nó sẽ khỏe hơn một chút nữa các bác nhé. Hôm nay thì em sẽ thử test con bơm này xem nó độ mạnh của nó như thế nào. Đấy, dơ le thì sử dụng loại dơ le ngắt ở áp suất 1,6 MPa. Đấy, dơ le là ngắt ở áp suất 1,6 MPa luôn, tức là lên đến độ cao 160 m các bác ạ. Này, em sẽ mở súng ra thì máy nó sẽ hoạt động rồi. Rất mạnh nha các bác nha. Ok luôn các bác. Đấy, khi mà chúng ta nhả 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 cò súng thì máy nó sẽ ngắt. Khi chúng ta mở vòi thì máy nó hoạt động. Cái dòng 24V thì áp lực mạnh nhất bên em đó là 24V 260W các bác nhé. Dòng ấy thì motor lớn hơn con này. Còn con này là con 180. Con 180, còn cái loại 24V 260 thì nó kích thước to hơn con này. Nó cũng mạnh hơn con này. Nói chung là ứng dụng của những cái dòng bơm này ấy, là các bác sử dụng để vệ sinh điều hòa, rửa xe. Đấy, ngoài ra sử dụng để bơm phun thuốc sâu, bơm tưới lan, bơm nước đẩy cao đẩy xa các bác nhé. Khá mạnh các bác. Súng này thì các bác có thể điều chỉnh được này. Điều chỉnh này, em điều chỉnh luôn cho các bác xem này. Đấy. Chúng ta có thể điều chỉnh như rộng tia ra rộng xương được. Đấy. Rất là dễ sử dụng luôn đó các bác ạ. Và video này thì em xin kết thúc tại đây. Để mua sản phẩm thì các bác đừng quên đăng ký kênh của shop và liên hệ qua hotline 038 6898 366. Website là máy bơm mini 68.com. Xin chào các bác, hẹn gặp lại các bác ở các cái video tiếp theo.